Thúy Dương, người mẹ vóc dáng nhỏ bé nhưng đa tài, con gái Trần Nhã Lòng Giàu, 3 tuổi rưỡi, tên gọi thân mật là Panda. Nè, ngày hôm nay là mẹ con mình sẽ chơi chương trình cha con hợp sức nha. Chào mừng hai mẹ con đã đến với chương trình cha con hợp sức. Hãy chuẩn bị để đi gặp đối thủ của mình. Ok. Chào đi, con xin chào mọi người đi. Con xin chào mọi người. Diệp Bảo Ngọc, người mẹ trẻ năng động, đang là gương mặt được nhiều đạo diễn lựa chọn. Con trai Nguyễn Minh Khang, 3 tuổi rưỡi, cả nhà vẫn gọi yêu là bé Kiss. Đi. Học sữa vậy mẹ. Sữa đây mình uống đó. Sữa mới hả? Nó nặng quá mẹ. Con để xuống đi. Trời ơi, bình thường là bé tự ăn không mà, Panda tự ăn không mà. Nhưng mà hễ cứ có mẹ là mẹ phải đút. Cắn miếng thịt nè. Kết. Đây bạn, bạn tên gì? Bạn hỏi con tên gì kìa. Sao con dơ quá vậy? Anh cho tự nhiên có bạn gái vô cái nín khe vậy trời. Ê trời, bạn làm gì đó? Bạn làm gì? Bạn lấy xe. Bạn lấy xe.